Chỗ này hai que thôi bác nhé. Đây nó lồng phồng như thế này sao mà. Rẻ thế. Thôi cái này cháu cũng vừa đổi bên kia nó chỉ hai que thôi. Ôi, nhiều này mà được có hai que thế. Thôi thì cháu lấy bác chỗ này hai que với lệ bác đưa cho cháu 400 đồng là hai que nữa nhé. Thôi này nó nóng lắm, bác đưa cho chú. Ăn cho nó mát. Đây rồi. Đây que đây kem của cháu thì bác nhìn thì nó chất lượng. Rồi. Đây, đây tao gửi luôn đây. Tiền chú đây. Bác chờ cháu tí. Mỗi ông bà một hai que. Vâng. Kem ngon lắm. Trong cái kem này lại ngon. Ôi giời. Nóng này mà được que này ăn thì tuyệt vời rồi. Ở đây đủ cháu nhận đủ 400 nhé. Vâng. Kem thơm lắm, ngon lắm. Vâng, kem của cháu là cháu bán là hôm nay là 2 thùng rồi đấy. Bây giờ là 2 thùng rồi. Nắng thế này thì chú cứ đi qua đây thì vào chúng tôi mua. Vâng vâng, biết các bác ở đây rồi thì ngon quá. Mát ơi là mát, ngọt ơi là ngọt. Vâng. Rồi, vâng, cháu xin nhé. Vâng. Vâng. Nóng này cứ thỉnh thoảng qua lại đây nhá. Rồi, vâng. Rồi, chào hai bác nhé. Vâng ạ. Thì mai cháu qua. Vâng. Đợi tí nhá. Rồi chào bác.